Xin mến chào các bạn. Hiện tại mình đang ở ngã ba chợ Sóc Giang các bạn. Mình đang đứng trước chợ. Thì hôm nay mình sẽ quay cái đoạn đường từ Sóc Giang đến Gò Quao để giới thiệu với các bạn ha. Xem đoạn đường này bây giờ thay đổi ra sao. Thì đây có gì mình chia sẻ với các bạn. Phía trước mình là bãi đậu xe của xe bến xe khách chợ Sóc Giang ha các bạn. Đây những chiếc xe khách đậu để chờ đón khách. Còn phía bên phải mình là công trình đang xây dựng cũng rất là rộng lớn, nhưng mà cũng chưa biết là làm gì. Có dịp thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Bây giờ mình sẽ hướng về cái đoạn đường Gò Quao ha các bạn. Thì hiện tại mình đang đi trên quốc lộ 61, đoạn đường từ Bến Nhất về Gò Quao và về Vị Thanh. Thì đoạn đường này hiện tại là được mở rộng và làm lại cũng rất là rộng ha các bạn. Xe chạy cũng rất là thông thoáng. Thì cái đoạn đường này đó các bạn, trước đây thì nó không có đi lại dễ dàng như vậy. Thì trước đây thì đường rất là hẹp, xe cộ chạy tới lui cũng rất là khó khăn. Nhưng mà nay thì đã được xây dựng mở rộng ra thì rất là êm ha. Cái đoạn đường này là nối từ Gạch Giá về Gò Quao, về Vị Thanh, nên xe cộ chạy rất là tấp nập các bạn. Hiện tại thì khu vực huyện Gò Quao của mình cũng rất là phát triển các bạn. Nhà cửa cũng rất là khang trang. Cuộc sống của bà con cũng tương đối là khấm khá hơn. Ở Gò Quao thì có cái lễ hội là đua gan ngò hàng năm hết các bạn. Thì đây mình đi cái đoạn đường này tới ngã ba mình quẹo phải, thì mình sẽ về hướng chợ Gò Quao và trung tâm thị trấn Gò Quao đó các bạn. Thì mình đi trên con đường này rất là vui. Nhiều quán xá và nhà cửa mọc lên cũng rất là nhiều hết các bạn, từ khi lộ mình được mở rộng. Hai bên đường thì các bạn thấy những hàng cây, những bụi cỏ rất là đẹp, rất là nên thơ. Phía bên trước mình là cánh đồng lúa của mình mà mùa nước nổi đó các bạn. Nước ngập trắng đồng ha. Cái đoạn đường này thì rất là nhiều kỷ niệm các bạn. Không biết sao nhưng mà về Gò Quao thì mình thấy cảm giác của nó rất gần gũi. Đây mình giới thiệu với các bạn ở Gò Quao, các bạn ở Kiên Giang. Nếu mà xa quê không có dịp về quê thì xem những hình ảnh của mình gửi đến các bạn. Giống như là mình kết nối lại với nhau để mình gắn liền với quê hương. Nơi đây thì bà con của mình, các anh chị em cũng đi làm ăn xa ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai cũng rất là đông các bạn. Phía trước mình là Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện Gò Quao nè các bạn. Rất là lớn ha. À,
bà con đi làm ăn xa thì không có dịp về quê. Mình thì được ở quê nên mình quay những hình ảnh này gửi đến các bạn và bà con ở xa quê, xem cho đỡ nhớ quê hương ha các bạn. Này mình quay thì có sao mình nói vậy, mình cũng đi thực tế đó các bạn. Đây mình cũng sắp tới ngã ba Gò Quao rồi nè các bạn. Phía bên phía trước mình ở bên trái là công ty Mai hả các bạn. Hiện tại Gò Quao mình cũng có công ty, một số bà con anh chị em ở gần thì làm cũng rất là thuận lợi, ở gần nhà cũng mình có thể vô xí nghiệp công ty mình làm được. Phía trước là ngã ba, một hướng về bên trái là hướng về Hậu Giang các bạn, còn hướng bên phải là mình về Gò Quao. Đoạn đường này cũng mới làm lại nên cũng hơi bụi hết các bạn, mới vừa làm lại xong. Đây mình hướng về Gò Quao, giờ mình đi về phía trước, mình quay cho các bạn xem cảnh quê hương của mình ha. Xin mời các bạn cùng xem video của mình. Thank you.
phía trước của mình là ngôi trường cấp 3, ngôi trường trung học phổ thông Gò Quao các bạn. Ngôi trường này rất là đẹp và rộng lớn. Có thể nói là khu vực này là ngôi trường đẹp và nổi tiếng các bạn. Rất là đông học sinh. Đây mình quay cho các bạn xem trường trung học phổ thông Gò Quao. Đây giờ mình về hướng chợ Gò Quao và thị trấn Gò Quao nè các bạn. Thì các bạn thấy bước vào mùa lễ hội thì người ta có treo cờ ha các bạn. Không khí cũng rất là vui nhộn các bạn. Đây mình bước vào lễ hội ốc âm bốc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang năm 2017. Đây các bạn thấy bà con mình buôn bán những gian hàng cũng rất là đông. Mua bán quần áo, đồ ăn, tất cả các thứ các bạn. Rất là nhiều. Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng huyện Gò Quao. Đây mình sẽ quay một vòng mình giới thiệu với các bạn nha. Có những khu trưng bày nè, khu mua sắm rất là nhiều hàng hóa luôn các bạn, từ những dụng cụ gia dụng thường ngày đến những đồ dùng đắt tiền nè các bạn. Đây những bình bông, quần áo rất là nhiều. Video giới thiệu đoạn đường từ Sóc Giang đến Gò Quao của mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.